Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến tất cả mọi người làm món rau câu phô mai. Rau câu này thì ăn khá ngon và dễ làm, công thức cũng đơn giản. Mình cắt ra cho mọi người xem nha. Rất là ngon luôn á. Mọi người xem rau câu của mình nè, không có bị tách lớp nè, màu sắc thì rất là đẹp nè. Và nếu mọi người muốn biết công thức và cách làm thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Sữa tươi không đường 2 bịch, rau câu con cá dẻo 1 gói, đường cát 270g, dành dành 3 trái, phô mai con bò cười 1 hộp màu thanh long, màu mắt cha 1 muỗng cà phê, muối 1/4 muỗng cà phê, vani 1/2 muỗng cà phê, nước 1 lít. Đây là nguyên liệu để nấu rau câu phô mai. Mình có 2 bịch sữa tươi không đường, 1 gói rau câu con cá dẻo, 270g đường, hột dành dành, phô mai, muối và đây là màu thanh long, màu matcha. Trước tiên mình cắt gói rau câu con cá dẻo, mình trộn vào trong đường. Đó, cái rau câu cá dẻo này mình phải trộn trong đường, chứ nếu mình không trộn trong đường thì nấu nó sẽ vón cục. Mình cho rau câu trong đường á, mình trộn nó thật đều. Và đây là rau câu con cá dẻo. Bây giờ mình đem cái hạt dành dành đi, mình rửa sạch và mình giã nhuyễn ra. Bây giờ mình lột phô mai con bò cười ra, mình bỏ trong cái chảo này nè. Và mình xài hết một hộp luôn là 8 viên. Nếu ta ăn ít thì ta có thể bỏ ít cũng được, ta có thể bỏ 4 viên, 5 viên thì cũng được. Mình lấy một ít nước ở trong cái 1 lít 2 nước này, mình đổ vô phô mai đổ vò nè, để lát nữa mình nấu. Mình đặt bếp mình nấu với lửa nhỏ. Bây giờ mình cho cái rau câu này vô trong nước mình ngâm nè. Mình vừa đun vừa khuấy, vừa đổ vô nè, để cho nó không đóng cục. Đó, mình cái này mình ngâm nè. Mình ngâm có thể là 30 phút hay là 20 phút cũng được. Mình cho một ít nước vô, mình nấu cái hột dành dành nè. Và mình để lửa nhỏ. Bếp bên này thì mình nấu phô mai nè, mình cũng để lửa nhỏ thôi. Nếu mà ta để lửa to thì nó mau cạn nước lắm. Với lại phô mai nó dính trên cái thành này nè. Phô mai của mình lúc này nó tan hết rồi. Và mình cũng rây lại. Hạt dành dành của mình lúc này nó đang ra màu nè. Bây giờ thì mình rây phô mai qua cái rây này cho nó mịn nè. Đây là trái dành dành nhá, mình nấu xong là mình cũng lọc qua cái rây như vậy nè. Bây giờ mình đi nấu rau câu nè, mình bật bếp lên, mình vừa đun vừa khuấy. Cái rau câu này mình phải vừa đun vừa khuấy, nếu mà mình không khuấy thì nó sẽ bị khét á. Bây giờ rau câu của mình nó sôi nè, mình cho nó sôi khoảng 5 phút rồi mình cho phô mai vô. Mình nấu rau câu được 5 phút rồi, mình giờ cái muôi lên như vậy nó không có một hột nữa là rau câu mình đã tan hết rồi. Còn cái này là cái bọt đó chứ không phải là cái hột đâu. Đó, rau câu mình tan hết rồi. Thì bây giờ mình cho phô mai vô nè. Đó, phô mai mình đã rây nhuyễn rồi. Mình cho phô mai vô mình khuấy nhuyễn rồi nè, khuấy mịn rồi. Bây giờ mình cho muối vô nè. Mình cho khoảng 1/4 muỗng cà phê muối, là một hột bắp á. Và bây giờ mình cũng cho hương vani vô luôn. Khoảng 1/2 muỗng cà phê hương vani. Nếu ta không có vani dạng nước thì ta vani dạng bột cũng được. Và bây giờ mình khuấy nó đều lên. Bây giờ mình cho vô trong này 2 gói sữa tươi không đường, mình tắt bếp đi nè. Mình cho vô 2 gói sữa tươi không đường. Nếu ta cho sữa tươi có đường thì ta phải giảm đường đi. Bây giờ mình cũng khuấy đều lên nè.
Đây là bột trà xanh nè, bây giờ mình cho nước vô nè. Mình cho ít thôi. Mình cho ít thôi, mình khuấy cho nó tan rồi bắt đầu mình đổ thêm. Bây giờ mình đổ thêm nước nè. Chứ nếu mà nó chưa tan mình bỏ nhiều nước thì nó khó tan lắm. Đó, bây giờ mình đổ thêm nước mình khuấy nè. Và mình giữ ấm nồi nấu cơm này trong cái nồi lẩu điện này nè. Khi nào mà ta thấy nóng quá thì ta rút điện ra. Bây giờ thì mình múc ít nấu cơm nè. Mình cho màu trà xanh vô. Đó, mình khuấy lên. Và mình cho cái màu mình vừa ý mà mình thích á. Bây giờ thì mình đổ màu xanh vào trong cái khuôn này. Bây giờ màu xanh của mình nó đông rồi á, mình lấy cây mình châm châm đây nè để cho nó không có bị tách lớp. Tại vì cái lớp này nó mỏng nó dễ bị tách lớp lắm. Ta có thể vạch vô này đó, ta vạch vô cho nó nhanh này. Bây giờ thì mình đổ lớp màu trắng lên. Đó, mình đổ nhẹ nhẹ như này. Tại vì ở dưới nó chưa đông hẳn đâu. Bây giờ thì mình cũng vạch mặt cái màu này ra này. Đó, mình lấy gạch nhẹ nhẹ thôi nè. Bây giờ mình cho màu thanh long vô nè. Thanh long thì mình bỏ ngăn ngăn đá đó. Khi nó rã ra là mình không có cần phải nghiền gì hết á. Mình cứ bỏ cái thanh long trong ngăn đá, khi mà nó rã ra là nó đẹp, rất là đẹp. Đó, và mình cũng đổ trên cái vá này cho nó chảy xuống từ từ. Mình mua cái thanh long á, mình cứ để trong cái ngăn đá đó, mình bỏ trong cái hũ á, là mình làm dần, mình làm cả năm vẫn được. Bây giờ thì mình đổ màu trắng vô là mình cũng vạch cái mặt đó rồi đó. Tiếp theo là mình cho cái màu dành dành vô nè. Dành dành thì nó bền màu lắm. Cây dành dành này nó ở ngoài Bắc á. Ngoài Bắc rất nhiều cái cây này nó mọc ở ngoài bờ ao á. Mình thấy có những bong bóng á thì mình phá cho bể. Những trái ở cái giữa này khó bể lắm. Cái ở bên hông á thì dễ bể. Còn ở giữa này khó bể lắm. Lúc này rau câu của mình đông rồi, bây giờ mình đem vào trong ngăn mát tủ lạnh mình để. Đây là rau câu mình để trong ngăn mát tủ lạnh á, được 2 giờ rồi. Bây giờ để mình lấy cho mọi người xem nè. Đây nè, mình nghiêng nghiêng như vậy là nó há miệng ra này đó, rất là dễ lấy. Đó, mình cứ nghiêng nghiêng như vậy là tự nó há miệng ra thôi. Bây giờ mình lấy cho mọi người xem nha. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi, đẹp quá trời luôn. Người xem rau câu của mình nè, rất là đẹp nè. Màu sắc tự nhiên nè, không có xài màu màu đâu, chỉ mình chỉ xài là màu sắc bằng màu thực phẩm, màu trái cây thôi. Mình không có xài màu thực phẩm mà mình xài màu trái cây. Nhìn rất là ngon và đẹp mắt. Video của mình đến đây là hết, chúc mọi người thành công. Nếu mọi người thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.